nóng, Indonesia sắp chia tay huấn luyện viên Shin Tae-yong. Huỳnh Như tại nguyện gặp Bồ Đào Nha, Cristiano Ronaldo lên tiếng chúc mừng. U20 Việt Nam bước vào trận tổng duyệt trước thềm vòng chung kết U20 châu Á. Hung thần của U20 Việt Nam không tham dự vòng chung kết U20 châu Á. Nóng, Indonesia sắp chia tay ông Shin Tae-yong. Lít đầu bóng đá Indonesia được cho là đã chốt tương lai của huấn luyện viên Shin Tae-yong sau 3 năm dẫn dắt các đội tuyển quốc gia xứ vạn đảo. Kể từ sau World Cup 2002, tương lai của huấn luyện viên Shin Tae-yong tại Indonesia nhận được nhiều sự chú ý của dư luận. Nhiều dự đoán không mấy khả quan được đưa ra cho chiến lược gia người Hàn Quốc. Mới đây thì lít đầu bóng đá Indonesia được cho là đã ra phán quyết về khả năng hợp tác với ông Shin Tae-yong. Theo đó, tin buồn đã đến với nhà cầm quân từng dự World Cup 2018. Theo nguồn tin từ tờ Bola, phó chủ tịch của PSSI, Zainuddin Amali cho biết đã có buổi nói chuyện giữa tân chủ tịch PSSI Eric Tolley và huấn luyện viên Shin Tae-yong, tuy nhiên không đề cập đến khả năng gia hạn hợp đồng giữa hai bên. Được biết là ông Shin Tae-yong chỉ còn hợp đồng với PSSI đến tháng 12 năm 2023. Và theo ông Zainuddin Amali, động thái trên ngầm xác nhận, liên đoàn bóng đá Indonesia sẽ chia tay vị thị trưởng người Hàn Quốc sau khi đáo hạn hợp đồng. Như vậy là vòng loại World Cup 2026 sẽ là giải đấu cuối cùng của ông Shin Tae-yong trên cương vị huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam. Đội tuyển xứ vạn đảo sẽ phải thi đấu vòng 1 diễn ra vào tháng 10, sau đó là khả năng cao vào vòng 2, khởi tranh từ tháng 11. Huấn luyện viên Shin Tae-yong đang cùng với huấn luyện viên đội tuyển quốc gia Indonesia, U23 và U20 nước này kể từ khi được bổ nhiệm hồi đầu năm 2020. Trong 3 năm qua, chiến lược gia này không thể mang về danh hiệu nào ở mọi cấp độ. Trong 29 trận đấu kể từ khi ông Shin Tae-yong dẫn dắt, đội tuyển quốc gia Indonesia đã có được 16 chiến thắng, 7 trận hòa và 6 trận thua. Trong đó, huấn luyện viên người Hàn Quốc chưa một lần đánh bại người đồng hương Park Hang-seo khi còn dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Hiện tại, ông Shin Tae-yong đang tập trung cùng đội tuyển U20 Indonesia để chuẩn bị cho vòng chung kết U20 châu Á 2023 tại Uzbekistan diễn ra từ ngày 1 tháng 3 đến 18 tháng 3 và U20 World Cup 2023 diễn ra từ ngày 20 tháng 5 đến 11 tháng 6 2023. Thành tích tốt nhất của chiến lược gia 53 tuổi đó là đưa đội tuyển quốc gia Indonesia đến với Asian Cup 2023 và đội tuyển U20 Indonesia đến với U20 Asian Cup 2023. Huỳnh Như tọa nguyện gặp Bồ Đào Nha, Cristiano Ronaldo lên tiếng chúc mừng. Siêu sao Cristiano Ronaldo đã gửi lời chúc mừng sau khi nữ Bồ Đào Nha có lần đầu tiên lọt vào vòng chung kết World Cup nữ. Chiều ngày 22 tháng 2, đối thủ cuối cùng của đội tuyển nữ Việt Nam tại bảng E vòng chung kết World Cup nữ 2023 đã được xác định. Ở trận đấu play-off tranh vé vớt, Bồ Đào Nha đã xuất sắc đánh bại Cameroon với tỷ số chung cuộc là 2-1. Như vậy, bảng E sẽ có 4 đội tuyển là Mỹ, Hà Lan, Việt Nam và Bồ Đào Nha. Được biết, đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử đội tuyển Bồ Đào Nha giành quyền tham dự một vòng chung kết World Cup nữ, đánh dấu một cột mốc quan trọng cho nền bóng đá của Selecao châu Âu. Chính vì vậy, ngay cả những ngôi sao đình đám của Bồ Đào Nha cũng đã lên tiếng chúc mừng thành tích này. Siêu sao Ronaldo gửi lời chúc mừng đến đội tuyển nữ Bồ Đào Nha trên trang Instagram cá nhân của mình. Chúc mừng thành tích vượt qua vòng loại mang tính lịch sử, tiến lên. Hiện tại, CR7 đang sở hữu tài khoản Instagram có nhiều lượt theo dõi nhất thế giới với hơn 550 triệu người. Không chỉ có Ronaldo, một siêu sao khác của bóng đá Bồ Đào Nha là Bruno cũng gửi lời động viên đến các đội nghiệp ở đội tuyển quốc gia. Thêm một lần tự hào với các bạn, tiền vệ của đội câu lạc bộ Manchester United cũng rất vui mừng khi lần đầu tiên đội tuyển nữ được tham dự World Cup. Việc Bồ Đào Nha sẽ là đối thủ của đội tuyển Việt Nam tại World Cup 2023 sẽ còn thú vị hơn khi mà Huỳnh Như đang thi đấu và tỏa sáng ở quốc gia này. Trước đó, tiền đạo 31 tuổi cũng đã rất háo hức trước viễn cảnh được chạm trán Bồ Đào Nha ở World Cup nữ 2023. Theo tiết lộ của Huỳnh Như, các đồng đội tại Lan FC coi trận đấu này là cuộc chạm trán trong mơ và còn trêu đùa rằng sẽ không cho Huỳnh Như trở lại Lan FC nếu như cô ghi bàn vào lưới của tuyển nữ Bồ Đào Nha. Theo lịch thi đấu, Huỳnh Như và các đồng đội sẽ chạm trán Bồ Đào Nha ở lượt trận thứ 2 ngày 27 tháng 7. So với hai nhà đương kim vô địch và đương kim Á quân ở cùng bảng đấu là Mỹ và Hà Lan thì Bồ Đào Nha là đối thủ bị đánh giá yếu hơn, cũng là cơ hội để đội tuyển Việt Nam có thể làm nên được bất ngờ. U20 Việt Nam bước vào trận đấu tổng duyệt trước thềm vòng chung kết U20 châu Á. Ở buổi tập cuối cùng trước khi bước vào trận đấu giao hữu thì không khí diễn ra khá vui vẻ và thoải mái. Huấn luyện viên trưởng Hoàng Anh Tuấn yêu cầu các học trò thực hiện các bài tập về phối hợp và tổ chức tấn công cũng như giữ điểm cầu môn. Các miếng đánh từ biên hay trung lộ đều được thực hành trong buổi tập này. Với quá trình chuẩn bị lâu dài vừa qua nên đến thời điểm này, độ chính xác trong các pha tổ chức hãm thành của U20 Việt Nam đạt hiệu quả tương đối cao. Sau phần tập luyện các tình huống thị phạm của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn, đội đã thi đấu nội bộ trong một nửa mặt sân. Hiện tại thì U20 Việt Nam có một số trường hợp chấn thương nhẹ, cụ thể thì trung vệ Văn Sơn cùng với hai tiền vệ là Phi Hoàng và Đức Việt chỉ có thể tập luyện với huấn luyện viên thể lực bên ngoài đường biên trong buổi tập chiều ngày 22 tháng 2. Tuy nhiên theo đánh giá của bác sĩ thì các chấn thương này không quá nghiêm trọng, khi mà chỉ cần một vài ngày nghỉ là có thể hồi phục. Theo kế hoạch,
lúc 15:30 chiều ngày 23 tháng 2 theo giờ địa phương, tức là 18:30 phút giờ Việt Nam, U20 Việt Nam sẽ có trận giao hữu với Dubai City FC. Đây là trận đấu tập cuối cùng của thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn trước khi di chuyển sang Uzbekistan tham dự vòng chung kết U20 châu Á 2023. Hung thần của U20 Việt Nam không tham dự vòng chung kết U20 châu Á. Huấn luyện viên trưởng Shin Tae-yong lên tiếng xác nhận là cầu thủ được cho là mối đe dọa đối với Việt Nam không thể hội quân cùng U20 Indonesia tranh tài ở vòng chung kết U20 châu Á. Sau thất bại trước U20 Guatemala ở trận giao hữu vừa qua, ông Shin Tae-yong cho biết, cầu thủ Marcelino Ferdinand chân sút từng ghi bàn vào lưới của U20 Việt Nam sẽ không cùng đội tuyển U20 nước này đá vòng chung kết U20 châu Á lẫn các trận giao hữu trong thời gian FIFA Day của tháng 3. Ở vòng loại U20 châu Á thì U20 Indonesia đã lội ngược dòng thành công khi đánh bại U20 Việt Nam với tỷ số 3-2. Trong đó, bàn thắng mở tỷ số được ghi bởi Marcelino Ferdinand. Trận sút này giữ điểm hiểm hóc, thuận lợi hạ gục thủ môn Văn Bình phía U20 tuyển Việt Nam, qua đó trực tiếp giành ngôi đầu bảng F cùng tấm vé đến thẳng vòng chung kết U20 châu Á 2023. Lý giải về sự vắng mặt của cầu thủ sinh năm 2004, vị chiến lược gia người Hàn Quốc chia sẻ là Marcelino Ferdinand không thể tham dự vòng chung kết U20 châu Á do phải tập trung thi đấu cho câu lạc bộ Graham KS Denzey ở giải hạng 2 vô địch quốc gia Bỉ. Marcelino sẽ không đến Uzbekistan dự vòng chung kết U20 châu Á, tuy nhiên thì cầu thủ này vẫn có cơ hội góp mặt ở vòng chung kết U20 World Cup 2023. Vì vậy mà ngay sau khi câu lạc bộ Graham KS Denzey kết thúc trận đấu ngày 8 tháng 4, cậu ấy sẽ lên tuyển quốc gia hội quân cùng các đồng đội vào ngày 9 tháng 4, huấn luyện viên Shin tiếc nuối nói. Tờ Bola đánh giá việc Marcelino không tham dự vòng chung kết U20 châu Á 2023 sẽ là một tổn thất nặng nề đối với ông Shin Tae-yong và U20 Indonesia. Dù hung thần của U20 Việt Nam vắng mặt ở vòng chung kết U20 châu Á, thế nhưng chiến lược gia người Hàn Quốc khẳng định ông hiểu quy định của đội bóng đen dây trong bối cảnh này. Do vậy, ở các trận giao hữu gần đây, huấn luyện viên Shin đã tiến hành thử nghiệm sơ đồ thi đấu cho đội tuyển U20 Indonesia mà không phụ thuộc vào sự có mặt của Marcelino. Thuyền trưởng người Hàn Quốc tiết lộ thêm là ngay cả khi không có cậu ấy, U20 Indonesia vẫn sẽ phải tập trung hướng đến vòng chung kết U20 châu Á 2023. Tôi đã nhắm được ít nhất là 3 cái tên hoàn toàn có khả năng thay thế cho vị trí của Marcelino tại giải đấu này. Được biết, đoàn quân của ông Shin Tae-yong vừa mới kết thúc 3 trận đấu giao hữu với các đội là U20 Fiji, U20 New Zealand và U20 Guatemala. Kết quả không mấy khả quan khi các học trò của ông Shin Tae-yong chỉ giành được 1 thắng và để thua 2 trận đấu còn lại. Trong khi đó, U20 Việt Nam vẫn đang trong quá trình tập huấn tại UAE. Ở giải đấu này, đoàn quân của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn được xếp ở bảng B. Với sự góp mặt của 3 đội mạnh là U20 Úc, U20 Qatar và U20 Iran, ngày 23 tháng 2, Việt Nam sẽ có trận giao hữu với Dubai FC trước khi chính thức bước vào so tài ở vòng chung kết của U20 châu Á.